Mỹ Tâm hát niềm tin chiến thắng tại Hoàng Thành. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn khán giả Hà Nội được trải nghiệm chương trình nhạc giao hưởng ngoài trời với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Vào lúc 20 giờ, bản giao hưởng bắt đầu. Mang tên Sống, bữa tiệc âm nhạc FPT là chương trình nghệ thuật đặc biệt đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của tập đoàn FPT. Chương trình diễn ra vào lúc 19:30 tối ngày 13 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội với quy mô lên đến 10.000 người tham dự, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tóc Tiên, Mỹ Tâm. Sống gồm 4 chương mang tên Khát vọng, Niềm tin, Vươn xa, Tiên phong, khắc họa câu chuyện về cuộc sống, sức sống, cách sống, lẽ sống của người FPT trong suốt 3 thập kỷ. Chương trình nghệ thuật sử dụng dàn nhạc giao hưởng với các bản phối lại theo màu sắc semi classic cùng các tác phẩm âm nhạc và ca khúc nổi tiếng Việt Nam và thế giới. Các loại hình nghệ thuật kinh điển và hiện đại sẽ được kết hợp tạo ra không gian nghệ thuật độc đáo cho chương trình, đó là âm nhạc giao hưởng, âm nhạc bán cổ điển. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, vị chủ tịch rút lui sân khấu, nhường sân khấu cho tiếng dẫn chuyện. Thế hệ tôi được sinh ra trong khói lửa chiến tranh, chúng tôi tự hào được sinh ra là người Việt Nam. Dân tộc ta thể hiện sức sống mãnh liệt trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Sức sống đó bắt nguồn từ tình yêu quê hương đất nước và từ tinh thần độc lập dân tộc. Đối với thế hệ chúng tôi, sức sống mãnh liệt này khởi nguồn từ trí tuệ Việt Nam với ý chí vươn lên, vượt mọi khó khăn thách thức để xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, vươn ra thế giới. Chúng tôi có thể chọn con đường khó đi, nhưng đã đi là đi đến cùng, mặc cho những hoài nghi của xã hội. Chúng tôi mang đến nhiệt huyết của tuổi trẻ với những ý tưởng tiên phong để quyết tâm đóng góp cho đất nước này một tươi đẹp hơn. Và câu chuyện hôm nay bắt đầu từ những ngày hè năm 88. Nhạc trưởng Lê Phi Phi xuất hiện chào khán giả và bắt đầu cùng với dàn nhạc. Bài ca Hy vọng của FPT. Ca sĩ Phạm Thu Hà với giọng hát cao sáng thể hiện ca khúc Bài ca Hy vọng, thể hiện tình yêu, niềm tin và hy vọng của 13 người đã sáng lập nên FPT thuở ban đầu. Hình ảnh Hà Nội những năm 1980 của thời kỳ bao cấp hiện ra với tiếng tàu điện, tiếng giao hàng rong. Nhóm diễn viên múa xuất hiện trong hình thức của những nhà khoa học trẻ với những chiếc xe đạp, cặp tài liệu. Họ cùng họp bàn cho ý tưởng mới, cùng ánh sáng chân trời mới. Bốn phương gió mưa và mây mù sẽ tan. Bước đi đầu đầy những trăn trở trên nền bản nhạc định mệnh, dàn nhạc cùng nhân vật người kể chuyện bằng những động tác mạnh mẽ trên nền nhạc dồn dập đã thể hiện những khó khăn bão táp của những hành trình đầu tiên khi FPT bước vào thị trường. Sân khấu chính dùng hiệu ứng hàng vạn những đốm sáng li ti biểu trưng cho ánh sáng của điểm dẫn truyền thông. Mỹ Tâm với bài hát Niềm tin chiến thắng. Sau khi khắc họa một FPT kiên cường của quá khứ đi qua những khó khăn thách thức, nhạc kịch bước sang chương thứ hai với tên gọi Tình yêu và tuổi trẻ. Sân khấu được thắp sáng với giọng ca đầy nhiệt huyết của MTV với ca khúc Xin chào ngày mới. Phần trình diễn nhắc hơn 10.000 khán giả nhớ về những ngày đầu khi FPT thành lập. Đây là hành trình tiên phong mang những thông tin chính xác đến cho độc giả Việt Nam. Mỹ Tâm xuất hiện với bài hát Rực rỡ tháng 5, vừa cất tiếng hát nữ ca sĩ khuấy động cả Hoàng Thành Thăng Long với hàng nghìn khán giả. Trong chiếc đầm đỏ nổi bật, Mỹ Tâm biểu diễn cùng dàn nhạc và nhóm múa. Nữ ca sĩ tiếp tục với bài hát Niềm tin chiến thắng. Hơn 10.000 khán giả có mặt trong sân khấu Hoàng Thành Thăng Long đã cất giọng hòa ca với Mỹ Tâm. Bài hát đã từ rất lâu, nhưng mỗi lần Mỹ Tâm cất giọng, bất cứ ai cũng có thể trào dâng cảm xúc tự hào. Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã đưa dàn nhạc hòa với giọng ca của Mỹ Tâm, tạo nên ca khúc đầy hào hùng. Một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ chạy dọc từ khán đài lên sân khấu nhuộm đỏ cả Hoàng Thành, đưa khán giả cùng cất lên bài ca Niềm tin chiến thắng với FPT. Người kể chuyện dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện xuất khẩu phần mềm, tìm đối tác với ước mơ cháy bỏng của FPT ghi tên vào bản đồ công nghệ của thế giới. Toàn bộ sân khấu Hoàng Thành được thiết kế như một hồ nước lớn, mang ánh sáng xanh biếc, nổi bật trên mặt hồ là những vũ công ballet trong bộ đồ thiên nga trắng muốt.
Trải dài cả hoàng thành là hình ảnh của những cây sồi già bên mặt hồ, mang lại cho khán giả xem nhạc kịch cảm giác được thực sự tham gia vào câu chuyện. Hình ảnh này tượng trưng cho chặng đường xuất khẩu phần mềm đầy khó khăn của FPT, háo hức vào buổi đầu tiên, gặp nhiều khó khăn và thất bại. Những giấc mơ có thực mở màn cho chương 3 của buổi nhạc kịch là liên khúc dân ca nước ngoài. Văn hóa Latin xuất hiện trong màu đỏ rực, những vũ công nóng bỏng ngay tiếp. Sau đó là hình ảnh những cánh hoa đào rơi theo tiếng nhạc của nghệ sĩ người Nhật Yoko Nishi, nam nghệ sĩ trong bộ kimono xanh, biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thể hiện tinh thần kết nối đất nước và những con người FPT. FPT khi mở đường ra nước ngoài đã phát triển thành công trên xứ sở hoa anh đào. Nghệ sĩ Yoko mang bài hát xe chỉ luồn kim hiện đại hóa với đàn koto đặc trưng, thực sự tạo nên những âm sắc mềm mại nhưng đầy sức hút. Tiên phong ghi tên vào bản đồ công nghệ thế giới. Giọng đọc của người kể chuyện vang lên chưa đưa chương truyện mới của FPT khát vọng đổi thay. Chúng tôi mở tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam và ngay sau đó là Đại học Công nghệ. Mang mô hình giáo dục mới, FPT đồng hành cùng các tập đoàn lớn thế giới để xây dựng một thế hệ mới. Bài hát Xin chào Việt Nam bắt đầu bằng hình ảnh nổi tiếng của khắp mọi miền đất nước xuất hiện trên bao phủ Hoàng thành Thăng Long. Nữ ca sĩ Phan Lê Ái Phương trong tà áo dài trắng nổi bật thể hiện bài hát bằng cả hai tiếng Việt và Anh. Bài hát kết thúc bằng đoạn solo đặc biệt. Tóc tiên đốt cháy sân khấu với bản mashup ấn tượng. Tóc tiên khiến sân khấu Hoàng Thành cùng 10.000 khán giả bùng nổ với bản mashup I'm in love, ngày mai và em không là duy nhất, ca khúc che nứa vượt đại dương. Người kể chuyện xuất hiện với tiếng guitar đệm đầy xúc động về lịch sử FPT. Ra đi từ khi chưa có đường, chúng tôi đã mở đường từ khi chưa có tên. Nghệ sĩ Trương Quý Hải, con người FPT cất giọng ca che nứa vượt đại dương là lời kể chuyện FPT tự gây dựng những con thuyền kết bè đầu tiên đi ra biển lớn, không ngại sóng gió để lướt sóng công nghệ cùng thế giới. Chủ tịch FPT solo dòng sông lời thề. Chủ tịch Trương Gia Bình xuất hiện bất ngờ trên sân khấu nhỏ sát với khán giả. Bài hát truyền thống của FPT, dòng sông lời thề, hiếm khi hát trước công chúng, màn biểu diễn của vị chủ tịch nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả. Góp giọng cùng ông là nghệ sĩ Trương Quý Hải, dàn hợp xướng FPT trên sân khấu lớn. Bài hát cũng là phần khép lại chương trình kể về câu chuyện 30 năm giấc mơ tiên phong của những con người FPT. Tất cả các khán giả cùng ánh sáng đèn LED từ điện thoại tạo nên những đốm sáng lấp lánh khi ông cất tiếng hát. FPT khép lại đêm diễn kỷ niệm tiên phong 30 năm. Kết thúc chương trình, toàn bộ các nghệ sĩ cùng những ca sĩ FPT cùng lên sân khấu cất giọng hát FPT dòng sông lời thề, khép lại đêm nhạc ấn tượng nhưng nhiều cảm xúc. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.